Chào mừng quý vị đã đến với phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 2, lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ, 26 tháng 1 năm 1950, 26 tháng 1 2014. Đến dự lễ có lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh sự quán các nước, các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Với tiềm lực kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật tiên tiến, Ấn Độ đang dần củng cố vị thế của mình tại châu Á và trên thế giới. Ấn Độ cũng là một đối tác lớn của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin. Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của các sở ban ngành đã tổ chức các chương trình đào tạo, giao lưu văn hóa và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam trong các trường đại học. Tôi nghĩ Ấn Độ và Việt Nam có những điểm tương đồng về quá trình phát triển. Cả hai đất nước đều rất trẻ. Chúng ta có những thanh niên cầu tiến, ham học hỏi. Tôi nghĩ là mối quan hệ về kinh tế và văn hóa của hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Ngày 26 tháng 1 năm 1950, Ấn Độ tuyên bố thành lập nước Cộng hòa, 3 năm kể từ khi Anh trao trả độc lập cho nước này. Thưa quý vị, Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã yêu cầu cơ quan hải quan vào cuộc điều tra nghi vấn chuyển giá của một doanh nghiệp kinh doanh sữa, sau khi doanh nghiệp này báo cáo kê khai giá nguyên liệu đầu vào tăng tới 12%. Trong 6 doanh nghiệp phân phối sữa trên thị trường do Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính quản lý, có 2 doanh nghiệp đã gửi mẫu kê khai giá, yêu cầu được điều chỉnh tăng giá do biến động đầu vào nguyên liệu tăng cao. Trong đó, một doanh nghiệp gửi kê khai giá và đề nghị được tăng từ 6 đến 8% so với mức giá đang bán trên thị trường. Qua phối hợp với hải quan, tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp này thể hiện giá nguyên liệu đầu vào tăng 12%. Sau khi đối chiếu kiểm soát đầu vào, Cục Quản lý Giá chấp thuận cho doanh nghiệp này tăng giá của 10 trên 35 dòng sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Mặc dù chấp thuận cho doanh nghiệp này tăng giá, nhưng do yếu tố đầu vào tăng cao, nghi ngờ có dấu hiệu chuyển giá, nên Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị điều tra về dấu hiệu này. Thưa quý vị, sự kiện tập đoàn thức ăn nhanh khổng lồ McDonald's của Mỹ khai trương cửa hàng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 2 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng. Cùng với sự đổ bộ của hàng loạt thương hiệu bán lẻ khác trong thời gian gần đây, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu thị trường bán lẻ Việt Nam đã đến lúc bão hòa hay chưa? Theo các chuyên gia, với sự xuất hiện của McDonald's, cuộc cạnh tranh các thương hiệu đồ ăn nhanh tại Việt Nam sẽ càng gay gắt. Đối thủ trực tiếp của McDonald's tại Mỹ như là Burger King và KFC đều đã hoạt động ở Việt Nam. Một thương hiệu lớn khác của Mỹ là cà phê Starbucks, đến nay đã có 3 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi ra mắt lần đầu vào tháng 2 năm ngoái. Theo một số thống kê, hai nhãn hiệu thức ăn nhanh lớn nhất ở Việt Nam hiện là Lotteria và KFC. Các chuyên gia cho rằng nhiều thương hiệu Mỹ sẽ tiếp tục vào thị trường Việt Nam một khi nền kinh tế hấp dẫn hơn. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 1.000 đô la Mỹ trong năm 2008 lên 1.550 đô la Mỹ trong năm 2012, tỷ lệ lạm phát ổn định. Giữa tháng 5 năm 2013, Liên doanh Sài Gòn Co-op và NTUC Fairprice chính thức ra mắt đại siêu thị kết hợp phân phối số lượng lớn Coop Extra Plus tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam một thương hiệu bán lẻ của Singapore. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2014, tập đoàn Aeon của Nhật Bản cũng chính thức chào sân Việt Nam với siêu thị trọn gói One Stop Shopping đầu tiên tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đại gia này còn lên kế hoạch khai trương hai siêu thị Aeon tại Bình Dương và Hà Nội trong 2 năm kế tiếp. Và mới đây nhất, nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ là Walmart cũng ngỏ ý muốn vào thị trường Việt Nam. Mặc dù chưa công bố kế hoạch cụ thể, nhưng cũng cho thấy ông lớn này đã sẵn sàng vào Việt Nam. Đó là chưa kể cuộc chạy đua mở rộng chuỗi phân phối của các thương hiệu đã vào trước đó. Điều này cho thấy thị trường bán lẻ Việt Nam đang có một sức hút rất lớn đối với các nhà bán lẻ lớn trên thế giới. Theo tiến sĩ Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, với một thị trường trên 90 triệu dân, Việt Nam vẫn rất hấp dẫn với các nhà bán lẻ. Và chúng ta có một cái lực lượng người tiêu dùng rất là trẻ. Cho đến hiện nay thì chúng ta vẫn là cái nước mà có lớp người tiêu dùng trẻ rất là năng động, rất là hội nhập. Tính toán của các chuyên gia cho thấy trung bình cứ khoảng 1.000 dân thì cần có một cửa hàng tiện lợi, 10.000 dân cần một siêu thị và cứ 100.000 dân thì cần một trung tâm mua sắm hoặc là đại siêu thị. Ngoài ra, còn có hơn 70% dân cư sống ở khu vực nông thôn rất ít được tiếp cận với mô hình mua sắm hiện đại. Trong khi đó, theo số liệu của Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, tính đến cuối năm 2012, Việt Nam mới có khoảng 700 siêu thị, trung tâm thương mại.
Theo bà Loan, vẫn còn rất nhiều khoảng trống cho người đến sau mà các thương hiệu lớn đã nhìn thấy. Và một điều nữa cũng rất là quan trọng, đó là Việt Nam hiện nay mới đang trên con đường đô thị hóa, là mức còn rất là thấp. Và như vậy thì trên con đường đô thị hóa được thấy là một cái sự hứa hẹn của việc phát triển thị trường nói chung và phát triển thị trường bán lẻ nói riêng. Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, bà Nguyễn Phi Vân, Tổng Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chuỗi thương hiệu Gloria Jeans Coffee nhận định thị trường bán lẻ tại Việt Nam mới trong giai đoạn sơ khai và phải mất khoảng 5 năm nữa thị trường mới có sự định hình rõ nét. Luôn luôn Việt Nam nằm trong danh sách của những thị trường chiến lược và Việt Nam sẽ là một trong những cái điểm đến mà nhà đầu tư luôn luôn quan tâm. Theo bà Vân, thị trường Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn kinh tế sản xuất công nghiệp sang giai đoạn kinh tế tiêu dùng thị trường, nên việc tăng trưởng chuỗi cửa hàng bán lẻ là điều dễ hiểu. Một báo cáo năm 2012 của hãng dự báo thị trường Euromonitor International cho biết, ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống của Việt Nam sẽ tăng từ 383 triệu đô la Mỹ trong năm 2010 lên mức 670 triệu đô la Mỹ trong năm 2015. Mặc dù thị trường này ở Việt Nam còn xa mới bão hòa, song các công ty đa quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức. Một trong các trở ngại là chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ hoặc khó khăn khi thiết lập mạng lưới phân phối thực phẩm và trữ đông lạnh ở những thành phố hạng 2. Một số công ty quốc tế nhận ra rằng họ phải tìm cách thay đổi sản phẩm của mình để phù hợp với thị hiếu của người Việt. Và trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ quay trở lại với những nội dung nổi bật sau đây. Một số doanh nghiệp ngành dệt may thưởng thêm một tháng lương sau Tết để thu hút người lao động. Xây dựng thương hiệu gạo chất lượng nhằm gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt Nam.